Okay, so today we are going to talk about a video made in the channel C.S.L Official. Video made in the series of the people who are going to talk about everyday and everyday. The people who are going to talk about everyday. Chúng xem là bóng ổn để trong số xe ở bàn trăm trấn từ tam khuôn bị chỉ có sống cho từ căn mê riêng dân tượng này nằm bị sắc xa căn để cho bạn. Ok, tìm mũi dân sắc xa từ lời biểu thật everyday buồn kỳ. Và every day đã miền clear đã miền space nơi cái đá mà đọc liền nơi cái đá chương biển đi chỉ adverb chỉ côn cái giá tại miền này tháng rồi tháng ngày và biển đi cứ dừng ai gì tham biết chỉ côn cái giá bằng hai nhóm bị phép nhóm nhóm để sang lấy cái gì thà adverb of frequency và nữa phải thà rồi tháng ngày được gọi về ai mà nó biết thà always ok lấy dùng mở thì họ Mark gets up at 6:30 a.m. every day. My mom goes to work by taxi every day. My mom goes to work by taxi every day. Mọi người phải đang mặc ở bậc nhóm quân. Chỉ taxi từ thôi cá rồi thế này. Chẳng phải là đấy cái việc every day này. Vì bằng hai nhóm bị phép nhận nhóm rồi bỏ. Cảm việc của nhận goes to work by taxi này. Cái cả là rồi thế này. Okay. Lấy dân cho tầm mơ việc mỗi tiết, every day mỗi tiết. Everyday mùi ní cứ nạp biệt biết cứ chỉ adjective và việc copy adverb và adjective đôi để bằng phần mà năng sạp hãy cứ viết nơi bị mộc niềm và kỳ đạo viết nơi bị mộc niềm là bây bằng hai rồi có bằng thái mà anh ta nấy tự ói niềm hay chụp bố khá prai dân prai viết hát rồi thứ ngay rồi có phải trăm thứ ngay để về ai mà được viết hát daily và mùi tiết nhé Ok, ở lấy chứng mơ tiêu hó Pizza is her everyday snack Ok Pizza is her everyday snack. Okay. Chứ nhưng bỏ ra thế, pizza cứ chia à ha sầm rón và chăm ngay rồi bỏ niềm. Okay. Bỏ một cái nhé. Chứ là bị everyday đấy khi đã nói bị một niềm cứ niềm bị snack này. Snack nó dùng phải thả ha sầm rón. Okay. Chứ everyday đấy khi đã nói bị một niềm là mấy bận thay lấy từ ấy niềm đại biết tôi là tìm bỏ biết cứ chia ai trực chịu và khi thực sự chụp cái niềm đọc như thế. Và chứ nhưng phải thả và chăm ngay. Ok, ta lấy những bài tập cho thì họ tìm bí A cup of tea with two eggs is my everyday breakfast Ok, chứng nhìn bọn bài tháng Ta mỗi bế nâng sốt bí gróp cứ chỉ à hà bê bật bỏ chăm thứ ngay rồi bọn cực nhuận Ok, chứng mong muốn khơi biết là everyday là gì Cứ kể đã nơi bí mốc niếm cứ biết breakfast Và chứng mong muốn tự chăm là everyday để ọt bình thường đọc lý Cứ chỉ à trực thiếu hay kể đã viết nơi bí mốc niềm bị mục nào ok ta lấy đồng bệnh dôn căn để cho bạn mình tham thiết dương chôn tòa đồng bọt đồng hành dương tòa đồng bọt hay cái đồng nít chung lên dùng một chung nộp bay bởi dốc xin ra bọn bọn tiền ảnh bọt thuê ta lấy mươi bởi dốc tìm mươi tòa đồng She speaks English at home every day chắc mong muốn phải kết mất là dương dùng việc every day mươi nào mà ông bệnh lại cho lọ này ok chắc chung lại bởi viết cứ every day để mình speak nơi cái nào chắc nhưng bọn bài tháng niếm thì dưới thì sang lấy nơi tiết rốt ngày lòng hát tiếp coming home late is his everyday habit chẳng nhìn vô cái everyday mới nè chẳng lại cái everyday để ọt mình spay cứ chỉ adjective để sao tại bị habit ý cứ chỉ noun chẳng bị một nó dân thơ đá adjective chẳng nhìn bỏ bài thế một tia dứt cứ chỉ tùm lúa và chăm thế ngay rồi bỏ quạt trong cái ấy my father teaches math to me every day ok chứng dừng vô biết every day mùi nè cái every day để mình space này cần tạo chứng dừng bỏ ra thế học bốc rồi bọc nhóm bằng riêng cần đặt vật chia đó nhóm chỉ riêng rõ ngày
và video mới này cứ xong mình chọn tới bình năng hay xong cảm thấy viên ngại chui bóng bốn hơn cả phạm rác biệt từng bình bàn tâm trời hay bật sân chí bóng bốn bình chất vào video mới này xong cầm lên chú chú like, subscribe mình đã được bình năng mong và học công chán xong mặt khác thẳng lần đứa sản đang bị đam đồ đỡ chọn.